Xin chào tất cả các bạn. Video lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm những cái trường vào những cái form ở trong Tagline. Thì như các bạn đã biết, khi mà chúng ta tạo một cái tag cây thì chúng ta có cái form tạo tag cây. Trông nó sẽ như thế này. Đây là form tạo tag cây. Đó, nó sẽ có cái trường như là tag cây title, summary, recognition, rồi những cái cột thành phần như thế này, rồi cái form tạo test view, nó cũng có những cái thành phần như thế này, và nó còn một số những loại form khác nữa như là form tạo view này. Đây, tạo view nó cũng có một cái form đấy để tạo view. Vấn đề khi mà chúng ta có cái template test cây nó hơi khác so với Tagline, và chúng ta muốn thay đổi và thêm bớt những cái trường đó vào trong cái form của chúng ta như thế nào, thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì đầu tiên chúng ta vào cái phần define custom fields, chúng ta có thể tạo thêm tên, lấy ví dụ như là bạn muốn đánh giá cái test cây đấy tốt xấu và chia điểm như nào, ví dụ như thang điểm 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó. Thì chúng ta tạo ra một cái gọi là cái boy. Mình đặt ra đây là boy. Và cái mục này thì nó sẽ hiệu quả trên cái form nào, thì đây bằng này trên Tagline thì nó có bằng này form. Và ở đây thì mình sẽ demo cho các bạn trên cái form tạo test cây. Thứ nữa là cái loại dữ liệu của cái field đó là gì. Thì đây chúng ta chọn, ví dụ mình chọn đây là string này. Và enable on. Đó, on cái gì, on test page design ha. Đó. Thế thì trong cái form liên quan đến test cây ấy, thì nó có bằng này form, nó có ba cái form. Đó. Khi mà chúng ta thực hiện test thì nó có form này, thì chúng ta thiết kế test cây thì nó có cái form này. Đó. Khi mà thiết kế test plan thì nó có cái form này. Bây giờ mình lấy trên cái form design test cây này. Đó, và display on text SQ có nghĩa là nó có hiển thị trên cái việc, thì mình cứ có đây. Sau đó mình add nó và assign luôn cho cái dự án hiện tại này. Ok, thì bây giờ mình quay trở lại cái form liên quan đến tag cây ở đây là form tạo mới, nên mình tạo mới một cái tag cây nào đó. Và thì chúng ta sẽ thấy có một cái trường mới, là đây là cái trường POI mà chúng ta vừa tạo đó, nó sẽ xuất hiện đây và chúng ta sử dụng nó bình thường như những cái trường khác. Đấy. Thì đây là cái cách mà mình modify lại, mình thêm hoặc là sửa lại những cái field mà nó chưa có đó, thì mình thêm hoặc remove ở đây. Thì đây là cái cách thực hiện nó trên Tagline, và tương tự như vậy đối với những cái form khác thì các bạn cũng làm tương tự. Thì mục đích của video lần này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách define những cái custom field, thêm nó vào form như thế nào. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.